chào tất cả anh em yêu thích game đấu thần tuyệt thế. Thì nói chung video này mình đã đạt level 320 rồi anh em ơi. Thì 320 rồi thì mình chỉ phải đi qua bên boss thượng cổ thôi. Thì mình cũng chưa biết boss thượng cổ này nó sẽ có cái gì nữa anh em. Bây giờ trước tiên mình phải chạy lăn xăng mình vô mình kiếm mấy con nào ăn được thì mình ăn anh em. Để thử con này có ăn nổi hay không. Thì boss này chưa biết là nó bên ly server hay là nó bên server nữa. Để mình vô trước rồi tính sau. Mình nghĩ chắc mấy cái ấy là chết hết rồi nè. Mấy cái để thu thập có cái gì đó. Để coi thu thập thủy tinh. Ừ, thủy tinh. Thì nói chung là lên 320 hồi sáng càng anh em ơi. Nhưng mà bạn đi cài thê. Mình cài có 100k hả anh em. Cài 100k bán ra 1.000 ngọc. Mỗi một server chỉ cài được cho một bạn thôi anh em ơi. Cho nên là đang cài ở máu 100, đang cài server 105 thì cũng gần được 1k rồi. Anh em nếu anh em nào có nhu cầu cài server mới thì cứ bm mình nha anh em. Mình sẽ để Facebook trong phần mô tả của cái clip này. Anh em cứ kéo xuống, anh em cứ liên hệ với mình nha. Mình chỉ anh em nào liên hệ trước thì mình cài trước nha. Thì 100k thì anh em cứ chuyển cho mình 100k rồi mình cứ cài cho anh em, giống như là đặt tiền trước vậy đó anh em. Còn nếu mà cài không được thì mình trả tiền lại nha anh, không gì hết. Rồi thì tạm thời cái con này thì anh em cũng thấy rồi đó, mình ở đây là đang là ăn cái con 355 anh em. Cái mục tiêu cài chai á, mình sẽ không bao giờ để dành lượt chiến anh em, không bao giờ để dành để up lượt chiến đua top. Anh em biết sao? Đây. Thì ngày mai nó sẽ mở đua top lượt chiến anh em biết không? Nếu mà nó anh em nhìn thằng mấy cái đua top này thì nó cũng có trang bị này không à. Cao, nếu mà nói thiệt với anh em, mình giành top 1 mình cũng không giành lại, đảm bảo với anh em. Tớp nạp này mình chịu thua nè, tích lũy không mà mình chịu thua rồi. Đó thì mình chỉ là như vậy thôi nè. Nói chung là mình đi săn, nói chung là săn cái boss này thì tạm thời mình để mình ăn lên level cao cao nè, đợi mình đi săn boss cho dễ nè, săn boss kiếm đồ nè, nó sẽ nhiều hơn cái mấy cái phần thưởng nè. Nói chung là săn boss thì mình sẽ kiếm được nhiều ảo quá hơn anh em ơi, chứ không phải là mình kiếm đá cam, đó trang bị cam hay trang bị hồng đâu. Đá hồng thì nó rất dễ kiếm rồi, đá hồng kiếm dễ lắm, còn đá cam thì đá kim thì nó hơi khó tí xíu thôi, nhưng mà mình cũng không có quan trọng cái phần đá kim đâu nè. Đá kim cài chai, mình cài chai thì từ từ khi nào có thì được, có không có thì thôi, không gì hết. Mình quan trọng là lên được trang bị hồng và mình kiếm được ảo quá thôi. Đó, mình kiếm ảo quá ví dụ như cánh hay là pháp bảo vậy thôi nè, chứ mình cũng không có ưu tiên vô mà đua top làm gì. Nếu anh em đua top anh em sẽ không lên được chiến được, mà anh em không lên được chiến được anh em sẽ không ăn được boss to. Nói như mấy cái này đúng không? Anh em cứ dọn hàng. Đó. Thích thì anh em cứ up lên, của anh em thì anh em cứ up lên ăn boss này anh em nhìn thấy không? Kiếm mấy cái ảo quá này thôi đã giúp anh em tăng khá là nhiều lượt chiến rồi. Hoặc là anh em ăn tối boss to, boss bậc chính, em kiếm mấy viên đá hồng thì nó cũng dễ hơn nữa anh em ơi. Hơi đông mà anh em đợi đua top cao lắm anh em, top 1 giả sử top 1 được cái gì đây? Đó, nếu anh em top 1 thì anh em được cái này nè, mà nhắm chưa chắc thì được top 1, nhắm có để giành lại người ta không? Trả lời người ta không anh em. Đó. Thì mình cũng chưa biết đúng không? Nhưng mà ví dụ như mấy cái đua top này nó cũng có cái này, có cái con này thì cũng không tăng bao nhiêu anh em. 600k lượt chiến thì đâu phải là, nói chung là tốn kém lắm, không phải ai cũng được đâu. Một server chỉ được có người thôi, phải được 5-7 người thì mình cũng để dành mình đua nữa anh em ạ. À cái này phải đạt bậc 5 phải không? Bậc 5 một sao là mới được tính. Còn nếu mà không đạt bậc 5 thì không lên đúng không anh em? Đúng rồi. Thì cái này bậc 5 bậc 6 nè, 5 bậc 6. Bậc 7 mới được top 1. Cũng không phải dễ nữa, cho nên là mình có giành lượt chiến mình cũng không vô được, mình cũng không nổi được, không vô nổi bậc 6 luôn nè. Nói cho nên là mình sẽ không để dành mình up đâu anh em. Mình kiếm nhiều đồ lắm anh em, mình lên cái lượt chiến trước mình kiếm được nhiều đồ lắm anh em, nhiều quá lắm. Nè, vô pháp bảo nè, để coi ảo hát đâu ta. Ủa đâu ta? Giờ tự nhiên mà nói về vô cái thằng trang bị mình cũng chịu luôn nè. Tiền giật
sủng kỵ. tự nhiên không biết đường, không biết chỗ vô cánh luôn ta. Chết mẹ rồi, kiểu này không được rồi anh em ơi. Để coi mới gỡ cái cánh xuống đâu. Mày làm tao mắc mặt rồi quỷ sứ. À, ngoại hình, nằm ngoại hình anh em ơi. Đó anh em thấy không, mình lên tới bậc 3 tới đây là cũng nhiều lắm nha anh em. Đó, tới đây cũng nhiều lắm á, giỡn đâu. Ủa mình mới gỡ cái cánh xuống mà ta. Mình mới gỡ cánh xuống mà. Đừng nói đầy quá vô kho nha. À trời ơi, đúng là thiệt anh em ơi. Gỡ xuống nó chưa lấy xuống anh em ơi. Đấy, đây. Đó. Cái tác dụng lên lượt chiến trước khỏe lắm anh em. Game là ảo mà đi hơn thua làm gì. Đúng, rất hay. 10 điểm. Nó ăn bậc 10. À mình nhớ rồi anh em ơi, boss này bậc 10, hình như bậc 10 nó mới có giá trị, mới có đồ ngon anh em ơi. Quên, con bậc 9 là không ngon hay gì á. Đúng rồi, nhớ rồi. Đúng là bậc 9 không ngon rồi anh em ơi. Để mình chạy lên con bậc 10 này coi. Thường bên này, cái này là liên server thì nó dễ đó nè, nó dễ chửi nhau đồ ghê lắm. Để coi tím nè, được một tím, một cam, một xanh đúng không? Để mình nhặt cái này cái đi. Cái nó quýnh mình hao máu, nó nhặt hao máu dữ vậy ta. Trời ơi, thu thập con cái mà lâu bà cố vậy ông nội. Cái tím gì mà lâu như vậy, chết bà rồi. Không chết đâu nha nè, nói chung là không chết, giảm chứ không chết. Rồi để chạy lên thử coi này được gì đây. Chà, dị thú, tưởng đâu tới rồi chứ, đụng vô con boss nó đánh cái tưởng đâu tới nè. Hay quá, không có ai luôn anh em ơi. Chết trời trời rồi, để bộ 400 mấy dữ anh em ơi. Hình ấy da ôi da da trời ơi, hình như có mình đánh không lại nó rồi anh em ơi. Ôi chết rồi anh em ơi, con quỷ này sao mà nó đánh đau vậy à? Hồi sinh trời ơi, con tí xíu máu hả? Ôi hồi sinh tại chỗ con tí xíu máu thôi anh em ơi. Tưởng đâu đầy nữa chứ, tưởng đâu đầy thì ít ra mình đánh 10 mạng thì mình cũng phải ăn được con chứ. Ôi vậy kiểu này là không được rồi. Nó trâu quá anh em ơi. Level 320 mà đánh 420 là hình như là hơi quá đà hay sao, đúng không? Mới được có 10% mà anh em ơi, ăn được đâu anh em ơi. Nói chung ăn tốn lắm anh em ơi, tốn lắm, từ từ đi anh em. Bữa hai bữa gì đi. Tốn quá, nói chung là đánh kiểu này cũng hơi thốn lắm anh em. Đánh mừng rụng hai chiến giấy ra ngoài luôn sao chịu cho nổi. Trời ơi con này chết. Trời ơi con này quýnh còn dữ hơn nữa nè anh em ơi. Kỳ vậy. Nó 16 triệu mà nó đập một cái. Từ từ anh em, để chạy lên làm lại coi anh em. Mình cũng phải ăn, mình ăn thử nghiệm, ăn từng con, cái con nào mà có mình ăn vừa, con nào không vừa anh em. Mà sao đánh đau với vậy ta, đánh đau hơn con 420 nữa. Kinh vậy ta. Ủa sao hồi nãy lúc nãy là nó quất mình 20% luôn mà ta. Ủa sao giờ nó đánh mình không mất máu, có gì đó sai. Rồi nói chung là lần này tới giờ lên hay là đứng bên cái góc bên đây là nó may mắn hay sao, nó không bị bắt máu gì đó anh em ơi. Rồi để coi, mình cũng không biết bây giờ, nó thiệt với anh em á, giờ mình cũng chưa biết vô chỗ nào để mà
để mà nâng cái trang bị cho con thú đó nữa chứ. Để coi trong đây có trang bị của nó không đây. Trời hết bà rồi anh em ơi. Sao đây, từ không có trang bị rồi đây. Chỗ nào ta? Dị thú. Ờ đây. À đồ giám. Level 360 mới mở đường con nữa ha. Rồi để coi tiếp tục ở đây sao nè. Còn cái con này. À nói chung là nguyên cái dãy này nếu mà có đồ thì lên được đúng không? Đó, dãy này có đồ thì lên được. Ủa rồi cái này sao đây? À đạo cụ mở. Trời. Thánh thần ơi. Ba cái này gì? Trời ơi 15k vàng ông nội mẹ ơi, 15k vàng mua được cái cha. Đắt chị. Để coi tiếp tục coi cái này coi nè. Ở đây thì level 360 mở thêm đường con nè, 360 mở đường con đúng không? À, đỉnh cao 130 đúng không? Thôi 15k vàng anh em ơi. Nó lấy đâu ra 15k vàng để mình lên con nữa ta? Tạm thời thì như lại lên được con này nè, có mặt nhanh nè, đấy. À 260k. À để mình pha nè, để mình coi coi. Mình có một món trang bị nữa nè, để coi trang bị nào đỏ nào cao nhất nha ta. Mình sẽ ưu tiên cái đỏ nha. Đó rồi cái nanh, vậy là nanh rồi anh em ơi, lên nanh đỏ đi đúng không? Để mình coi coi cái nanh đỏ đúng không? Rồi vậy là nanh đó anh em ơi. Cái này gọi là gì? Chiến thần thú giác. Trong túi mình có con cái anh em ơi. Đây. Đó. Sao nó tặng cho mình có con cái, nó không tặng 5-7 cái gì cho ngon ngon tí xíu anh em. Tặng gì có con cái. Ây cha, sắp chết rồi kìa anh em ơi. Còn tầm khoảng 30% nữa hả? Trời ơi. Lên kỹ năng trước hay lên gàng trước đi ta? À. Đánh gì đau dữ vậy ta? Ủa sao đây đây đầy máu? Sao kỳ vậy ta, con bậc 9 thì con bậc 10 thì không đầy máu mà con bậc 9 nó lại đầy máu ta. Để mình kiểm tra vàng con em mình còn nhiêu vàng anh em ơi, chứ hồi sinh hồi một phát một hồi là cái nịt cũng không còn luôn á, chứ đừng có nói mà vàng anh em. Đó ngày thứ năm, đó ngày thứ năm được cái này đúng không? Ưu tiên loại nào đi ta, để coi thằng này tăng gì ra. À, công phá giáp sát thương bạo tỷ lệ bạo. Coi thằng này kháng bạo miễn sát thương bạo, tỷ lệ chính xác, tỷ lệ liên sát thương, tỷ lệ né miễn giảm sát thương. Thôi mình lên sát thương bạo đi. Đấy, tỷ lệ bạo và sát thương bạo. Còn sao ta? Ở mình chưa nhận mà. Trời ơi. À, đúng là cầm còi đi trước ô tô thiệt. Chơi hả mày? Ủa sao lúc nãy mình bị chết vậy ta? Sao mình đánh nãy giờ mình không bắt máu ta? Lên level 320 này thấy cái hùng binh nó sáng lên rồi đó nghe nè. Trang tiên lữ thành trụ. Cái nào đây trời, thời trang thành trụ thu thập. Lên con này đi, cái này trước đi nè, tiên linh. Mình lên con nào con à, cái con này của mình thấy vậy đam cũng to nghe nè, đam nó to lắm.
mình cũng không biết đến bao giờ mới ra được con tôm ngủ không nữa đây. Bỏ qua này đi, hãy trang bị nhanh được không? Không được anh em ơi. Để coi con này không? Lần nào cũng thiếu chỗ này hết trơn vậy ta. Đó, chưa đến nỗi chết anh em ơi, sao kỳ vậy ta. À, nó quýnh bằng kỹ năng anh em ơi. Trời ơi, mình nãy giờ mình không để ý thì ra nó đánh bằng kỹ năng. Ơi nãy giờ mình lo mình nãy không, bởi vì mình mới chết là do nó đánh bằng kỹ năng, mình không để ý anh em ơi. Đố mà đánh tao mắc giọt máu nào nữa đó. Cái game này nó không có hồi máu ta, hồi tỷ lệ nó hồi quá ít ít đi. Lấy ra cái này thì mình cũng hồi hồi, còn cái hồi máu này thì hút máu này mình không nói nè, hút lần có 600 mà biết chừng nào mới đầy được trời. Trời, cho mày chết luôn. Có ba con thôi anh em ơi, chỉ có ba con thôi. Không phải chi nhãn. Tới đây thấy nó còn 5%, nó trâu quá. Có khi nào tự nhiên có ông nào mà chiến rất là to mà bay vô quốc mình hai phát chết luôn không ta? Đấy, một con nữa. Này, thung phải chi nhãn. Đỏ đỏ đó anh em ơi, đỏ đó anh em ơi. Để coi lên đỏ đỏ không? Đỏ đỏ đâu? Sao không có đỏ? Để mình lên con này lại coi anh em. À có viên cam nè anh em ơi. Ê, bỏ đi. Con này nó quýnh đau quá hà, nó không quýnh kỹ năng. Kỹ năng đánh thường của nó đánh mình cũng chết nữa anh em ơi. Đấy. Để coi có chết không này. Nó lấy cái viên đỏ này thì tính anh em ơi. Để coi con này à, mặc nhanh coi, cũng vẫn là còn vẫn bị cái này nữa anh em ơi. Phải như cái chỗ này nó xanh lên còn đỡ đúng không, xanh còn qua đây được. Mở, trời ơi sao lá cây không vậy, chết rồi. Chưa anh em, còn cái xanh nữa coi coi. Nói chung là nếu mà được có con thì cũng không tăng nhiều lượt chiến đâu anh em ơi. Ngày đầu tiên mà lên thì sẽ tăng không được nhiều lượt chiến đâu. Với lại á, bây giờ đầu game nè, cái sự mà cạnh tranh nó cũng ít lắm. Dài 3 ngày nữa thì nó lên nhiều, lúc đó mới có cạnh tranh nhiều nghe nè. Mình đương nhiên rồi, boss bậc 9 thì mình nghĩ nó sẽ không có gì ngon đâu. Đây mình mở lên mình xem anh em xem lại coi bậc 9 nó có gì đây nha. À có đá hồng. Đúng rồi, bậc 9 có đá hồng. Bậc 8 chỉ có thú côn thôi ha. À bậc 10 cũng có đá hồng. Vậy ăn bậc 9 được rồi, đúng rồi, bậc 9 gì cũng được rồi. Trời ơi sao xanh lá cây không vậy ta? Phải xanh lam, toàn là xanh lục không. Đứng canh thì kìa anh em ơi, canh nó canh bớt bậc 10 thì kìa anh em ơi. Không chết nổi đâu anh em. Bây giờ
lên được 1K1 rồi kìa anh em ơi, hồi máu được 1K1 kìa anh em ơi. Đó, lên nè anh em ơi, lên nè. 21, 26, 27 nè, có lên rồi nè anh em ơi. Cởi nó đi. Thêm con nữa coi có gì không, từ từ anh em ơi, xong rồi ra toàn là tàu lao quá trời anh em. Cường quá. Cái này phải cường quá, cái này tăng gì đây? À 2k sinh lực 500 công. Trời ơi, lên level mấy mà nhiêu đây trời? Level 6 hả? Trời, 11k. À có 3 cái sừng. Ui cái con mắt này á, thích cái con mắt này anh em ơi. Phải nó không ra, nó ra con mắt này nữa thì lên được chỗ này, có thiếu con mắt không gì hết trơn. Không lẽ tức tức giờ lôi ra nạp một cái chứ. Để coi à. Này thì còn một hai ngày nữa. Này cũng còn hai ngày nữa luôn. Này chiều nay hết hạn rồi, chiều nay nó hết hạn rồi. Ơi cái gì mấy này nó mới ra đều hết hạn chân vậy ta? 4k công. Không lẽ lôi ra nạp cái tức chứ. Trời ơi sắp chết kìa anh em ơi, sắp chết rồi anh em ơi. Còn cái 81 cà máu. 81 cà máu rồi trời ơi. Mình ngu quá ta, sao hồi nãy mình không thoát ra ta. Mình thoát ra cái mình vô lại là nó đâu có mắc máu nè, đúng không? Thoát ra vô lại là nó đầy máu luôn. Đó, 10 dạng lại rồi, 10 dạng lại rồi. Đó, một cái nữa anh em ơi. Đấy, 12 dạng rồi anh em ơi. Sao mà nó lâu mắc máu vậy ta? Bà nội cha, 13 rồi anh em ơi, 13k rồi anh em ơi. 13k, 13 dạng. Cái này level bao nhiêu mới dùng được ta? 360 anh em ơi. Hồi nãy mình được cái gì ta? Mình được cái gì ta? Cái gì mà mình nói mà sát thương bạo đó nè. Sao nó không có trong đây ta? Thì cuối cùng nó nằm ở đâu? Đây đây đây. Hoạt động chưa mở à? Ủa? Cái này là sao ta, mình không hiểu nổi luôn á, mình mới nhặt được luôn á nè. Ồ, nói chung là kiểu này là có thể anh em ơi, có thể ăn được rồi anh em ơi. 90 giây nữa, khả năng mình sống 90 giây nữa là lên à. Hên máu này nó hồi cũng được quá anh em ha. Nó giờ nói cái này gọi là gì? À cái gọi là gì ta? Cái gì sợi chỉ nè, treo chỉ nè ta. Cái gì cái mấy cái người sắp chết đó nè, sinh mạng giống như là sợi chỉ mà cái câu thành ngữ sao ta? Cái câu mà nói sao mà cái gì màn treo sợi chỉ vậy đó nè, đúng không? Tự nhiên vậy, trong phim ngày xưa nó hay nói lắm anh em. Ngày xưa mà coi phim, nếu anh em nào mà 8X 9X đúng không, mà coi cái phim kiếm hiệp ngày xưa là nói sinh mạng của sinh mạng này giống như là giống gì cái gì mà đèn treo sợi chỉ hay gì đó anh em. Giống như đèn gì mà cái gì mà tự nhiên cái con này mình không nhớ gì, mình nhớ được cái câu là đèn treo trước gió nè. Đó, nó sắp chết thì gọi là đèn treo trước gió đó. Có nghĩa là chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, một cơn gió mà thổi trúng vô thôi là kết thúc sinh mạng. tự nhiên lâu quá mà mình nhắc dài nhắc ngang cái quên người ta. Cái gì, ai hào hủ đây? Kim hả? Ủa Kim 83
sao lại có King 83 ta. À ủa như vậy là King này chuyển qua server 105 rồi nè, vậy là King đã chuyển qua server 105 đúng không? Mình nhớ lúc mình qua 105 mình cài cho ta thì mình thấy cái King như cũng đã VIP 6 vậy đó. Nó vô không hủ vậy. Cái này hồi nào ta? Đó, ồ, 200 mấy dạng luôn rồi anh em ơi, hồi máu kinh lắm rồi anh em ơi. Nó hấp thụ nè anh em. Ôi, sao đầy máu ta? Cái gì vậy ta, cái đẹp lại hấp thụ dữ dằn vậy ta, đầy máu kìa em ơi. Ồ bà lộn đồ bà đó. Mình mới chết mình quên. Tự nhiên hôm nay lơ đãng quá vậy ta, mình mới chết mà mình quên nữa chứ. lo nói cái chuyện gì mành treo trước gió. Trời ơi, mình mới chết mình quên, mình cứ tưởng đâu mình mới dùng cái này, cái mình quay qua thấy nó đầy máu, nó chết rẻ hùng quá, nó hồi nó thấy nó hấp thụ lên mình nói trời ơi nó hồi máu gì đầy nhanh với người ta. Mình điên cổ với người ta. Rồi rồi. Ôi gì đây gây trời ơi. Gì vậy ta, sao lụm toàn là gì không vậy trời. Ôi boss này cái tỷ lệ ra đồ kỳ quá anh em ơi. Để coi coi có mua được thêm lượng nào nó không anh em. Boss bậc 9 mà chạy lại đây coi coi có ai không. Không có ai thì ăn tiếp anh em ơi. À không có ai. Để coi có mua được lượng không nghe anh em. Để coi lượng nè. À 100 vàng anh em ơi, 100 vàng đôi cho VIP 6. Hả? À VIP 8 anh em ơi, VIP 8 mới mua được. Trời ơi á. Ôi vậy là cái tính ra là cái boss này nó chỉ cho mình mở có một con anh em ơi. Lên level nếu mà mở nữa thì nó hơi không có mở nữa thì phải tốn cái viên này nè. Còn nếu chưa lên được 360 thì mở thêm được một con đúng không? Lên được 360 thì mở thêm được con này. Lên đỉnh cao 130 thì mở thêm con này. Đó, còn nếu không phải dùng cái này để mua. Mà con này, mà cái này á, thì nó là 15k vàng mà mở một con. Rồi cái này tiếp theo, để coi cái này như ta. À cái này mở bằng vàng đúng không? Ủa sao vậy á? À cái này dùng kim nguyên bảo mở nè, cái này là kim nguyên bảo mở nè. Đó, cái này dùng kim nguyên bảo mở là 15k vàng. Còn cái này dùng cái đạo cụ, mà cái đạo cụ này cũng là 15. Mà muốn có được cái đạo cụ này thì mua kim nguyên bảo này. Đấy, để coi cái này mua được bao nhiêu ta. À giá trị lớn nhất của nó là chỉ được mua một lần anh em ơi. Ồ căng nha anh em. Để coi cái này kiếm được từ đâu. Shop giới hạn trọn đời, để có đến shop thử coi. Đây trọn đời chỉ mua được có một quyển thôi. Cái này là gì đây? Sách kỹ năng tiên sủng. Sách kỹ năng linh kỵ. Nó giờ vàng mình không có, lấy đâu ra mua mấy cái này ta. Thôi chịu anh em ơi. Lên level 320 tính năng boss lên dị thú này là chịu rồi. Nói chung là đầu game thì nó cũng không giúp ích gì cho anh em được hết, nhưng mà đỡ cái là anh em ăn được boss bậc 9 thì cái tỷ lệ nó sẽ ra được cái đá này nhiều hơn tí xíu thôi. Nó tỷ lệ nó sẽ ra kiếm đá học này có thể kiếm dễ hơn tí xíu thôi anh em ơi. Đó viên này thôi, chứ thực chất nó cũng không giúp ích gì nhiều cho anh em được.
được thì cũng phải được nha, nhưng mà nó coi đá đột phá. Ủa nó đang đánh với ai vậy ta? Trời ạ. Ồ Hải. Nó đâu? Nó có dùng biến thăng nó đánh mình không ta? À, nó gượt theo nè anh em ơi, nhắn vô để nó gượt theo nè anh em ơi. Ờ 320. Nó cũng để yên luôn anh em ơi. Ở 84. À nó đang thu thập anh em ơi. Nó đang thu thập, kệ đánh cho vui chứ không gì hết. Phá được phá thôi, cho nó lên anh em ơi, lên đánh nhau cái nữa đi. Rồi đó, lên đi bạn. À nó hồi sinh tại chỗ luôn kìa anh em ơi. Kinh thiệt. Kinh. À, đam nó to ghê lắm anh em ơi, để xem thử coi nó bao nhiêu. Ồ đồ vàng không anh em ơi. Con này đỏ luôn. À, quá kinh luôn anh em ơi. Để coi con này tăng cái gì ta. 5% phá giáp, 50% ép, 5% công. Cái này sinh lực 5%, giảm toàn năng 25%, tăng thủ 5%. À, chắc nó nạp cũng dữ lắm anh em ơi, nó tớp đó. Đây nó giấu VIP rồi. Thôi nói chung là đến đây là kết thúc anh em ơi. Cái tính năng này thì thấy nó cũng gần như là nó không có tăng nhiều lượt chiến cho anh em lúc đầu game đâu. Tầm khoảng chục ngày nữa, dài ba ngày nữa anh em có trang bị đỏ thì không biết sao, hoặc là anh em có được cái có được vàng anh em mở thêm mấy con mới thì chắc là có vẻ nó ngon anh em. Thì lúc nãy anh em cũng thấy đầu game là mở con nó chỉ có 260 kim nguyên bảo thôi. Có 260 kim nguyên bảo thôi cho nên là nó lộn 260k lượt chiến thôi. Cho nên là cũng không có tăng nhiều lượt chiến lắm đâu. Ít gì phải ba con thì anh em sẽ tăng được ít gì cũng 800 mấy đúng không? Mà nó cho ra có con thì chịu rồi, có con thì buộc lòng chịu rồi. Mà cái con này mình mở cái gần như nó thấp nhất luôn á anh em ơi. Để mà mình gỡ nè. Đó, để mình mặc lại nè. Đúng không? Rồi để coi chợ nó chợ bao nhiêu đây. 379. Như vậy là cái trang bị đỏ này, nói chung là cái trang bị đỏ này nó tăng nhiều lượt chiến nè, đúng không? Trang bị đỏ này thì nó tăng tầm khoảng không lẽ 90k cho ta. Hồi nãy 260. Hồi nãy 260. Ơ. Ồ. Ồ nó ngốc rồi vậy nên em ơi. À, cái này nó đi đâu anh em ơi? Ví dụ mình hiểu rồi, cái này chắc là nó đang đi cái nó bỏ, nó đang ấy cái nó bỏ, nó đi đâu anh em ơi? Chắc là nó đi vệ sinh hay gì đó, nó bị mình giết mà nó không hay. Giờ nó hồi sinh vậy nó quất mình đó anh em. Thôi nói chung là video của mình đến đây là kết thúc anh em ơi. Đối với cái boss này thì nó tăng cũng tăng không nhiều đâu. Rồi. Ai chết cha, 11 giờ rồi anh em ơi. Dừng anh em ơi, dừng anh em ơi. Để sắp tới boss rồi anh em. Để coi ăn con nào đây ta. À con này đi. Ở đây này không vô không được. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em. Có gì từ từ tính thêm anh em ơi. Giờ đang tới giờ hoạt động rồi.